Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin chào buổi tối của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong 30 phút sắp tới. Tôi là Lưu Phước. Còn tôi là Linh Đan. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng cập nhật một số thông tin đáng chú ý. Dù phải 4 ngày nữa Tổng thống Mỹ Obama mới thăm Việt Nam, song chiếc trực thăng Marine One dùng để chuyên chở ông chủ Nhà Trắng ở những chặng ngắn đã xuất hiện tại sân bay Nội Bài và bắt đầu hoạt động thử. Lười vận động, áp lực cao, ăn uống thất thường khiến dân văn phòng đang đối mặt với nguy cơ bệnh tật rất lớn, thậm chí có thể dẫn đến đột tử bất cứ lúc nào. Đáng nói là phần lớn chúng ta đều nghĩ mình rất khỏe và không bệnh tật gì. Thay vì có một đêm tân hôn mặn nồng thì một cặp vợ chồng mới cưới ở Trung Quốc đã thức trắng đêm để chép lại điều lệ đảng. Quý vị, mặc dù phải 4 ngày nữa Tổng thống Mỹ Obama mới chính thức thăm Việt Nam, tuy nhiên từ nhiều ngày qua đã có những máy bay quân sự tới Hà Nội để chuyên chở người và thiết bị chuyên dụng phục vụ cho chuyến thăm này. Đáng chú ý nhất trong số này là chiếc trực thăng chuyên phục vụ ông chủ Nhà Trắng khi di chuyển những chặng ngắn Marine One cũng đã xuất hiện và hoạt động thử ở sân bay Nội Bài. Chiếc Marine One đến Việt Nam trong tình trạng được tháo rời để thuận tiện cho công tác vận chuyển, sau đó được lắp hoàn chỉnh tại sân bay quốc tế Nội Bài và tiến hành chạy thử. Theo kịch bản, chiếc Marine One có nhiệm vụ hộ tống ông Obama trong quá trình di chuyển bằng xe riêng từ sân bay quốc tế Nội Bài về trung tâm thành phố Hà Nội. Ngoài ra, nó cũng có thể được ông Obama sử dụng để đi lại trong những cự ly ngắn không tiện di chuyển bằng ô tô. Marine One có thể di chuyển với vận tốc trên 200 km/h. Đặc biệt, nó vẫn có khả năng tiếp tục bay kể cả khi một trong ba động cơ ngừng chạy. Các trực thăng Marine One cũng được trang bị những biện pháp chống tên lửa, ví dụ như pháo sáng đánh lửa tên lửa tầm nhiệt hay thiết bị gây nhiễu xạ để chống tên lửa dẫn đường bằng radar. Vâng, có một thông tin mà có lẽ chưa nhiều người biết, đó là biệt danh Marine One thì không cố định, mà mọi chiếc trực thăng khi chuyên chở Tổng thống Mỹ thì đều sẽ được gọi tên là Marine One, và chiếc chở Phó Tổng thống Mỹ thì đương nhiên sẽ là Marine Two. Và liên quan tới chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Obama thì Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết là chiếc Air Force One, hay là còn gọi chiếc Không lực 1, thì sẽ được miễn kiểm tra an ninh và phía an ninh Mỹ sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo cho chuyến bay này. Vâng, và ngoài ra để đảm bảo phục vụ chuyên cơ, 5 phút trước khi máy bay đáp xuống thì một đường cất cánh, hạ cánh sẽ được dành riêng để phục vụ. Lúc chuyên cơ của Tổng thống Mỹ hạ cánh, các máy bay thương mại dưới mặt đất sẽ tạm ngưng hoạt động. Máy bay sắp hạ cánh sẽ được hướng dẫn bay vòng chờ thời điểm hạ cánh thích hợp. Ngoài sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất thì một số sân bay khác, trong đó có Đà Nẵng, được dùng dự phòng trong trường hợp là máy bay không được hạ cánh được. Và rõ ràng là có rất nhiều những thông tin thú vị liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn trong những bản tin chào buổi tối sắp tới. Thưa quý vị, 20 triệu là một khoản tiền lớn đối với nhiều gia đình. Với 20 triệu đồng thì một gia đình có thể mua được một chiếc xe máy, một chiếc TV màn hình lớn hiện đại và chi trả tiền học cho con có thể là trong cả năm. Ấy vậy mà một gia đình ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội lại đang có nguy cơ mất 20 triệu đồng chỉ để trả tiền nước sinh hoạt trong một tháng. Tại sao một gia đình có 6 người lại có thể dùng hết chừng đó tiền nước? Phóng viên Chào Buổi Tối đã đi tìm câu trả lời. Đây là đồng hồ nước của gia đình ông Trần Công Ứng, sống tại thôn Triều Khúc, xã Tân Triều. Ngày hôm nay, 19 tháng 5, chỉ số của đồng hồ là 1.961 số, tương ứng 1.961 mét khối. Còn trước đó khoảng 20 ngày, ngày chốt tiền nước của tháng 4, thì đồng hồ là 1.944 số, chênh tới hơn 1.000 số so với tháng trước. Khi mà tôi nhận được cái anh chốt nước, anh bảo là nhà ông vượt quá hơn 1.000 số nước. Tôi mới hỏi là hơn 1.000 số nước thì bao nhiêu? Thì nó bảo hơn 1.000 số nước thì là vào 24 triệu. Đấy. Thế lúc đấy tôi nghe 24 triệu rồi tôi rung rời trên tay này. Đấy. Và tôi vỡ ngỡ là tôi bảo tôi chết thế này thì tiền đâu mà giả. Trong khi đó, gia đình ông Ứng chỉ có 6 người. Trung bình hàng tháng, số tiền nước phải chi khoảng 200 đến 300 nghìn đồng. Gia đình từng 2 lần bị sự cố phao nước, số tiền phải trả trên dưới 1 triệu đồng. Trong khi đó hiện tại, khi kiểm tra, phao nước của bể vẫn hoạt động bình thường. Tôi cũng cùng với nhân viên nước
và ba tôi cũng chạy vào mở bể xem, xem phao và xem hệ thống nước. Thì mở ra thì hệ thống nước và phao vẫn hoạt động bình thường, có nghĩa là mực nước vẫn ở cái mực nước là nước đúng của nó, không có hiện tượng là dàn giết hay gì cả, và phao vẫn hoạt động bình thường. Sau khi làm việc nhiều lần với hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Triều Khúc, đơn vị quản lý điện nước của xã Tân Triều, đơn vị này đã giảm số tiền nhà ông Ứng phải nộp xuống còn hơn 10 triệu đồng, nhưng gia đình vẫn chưa đồng ý. Đến hôm qua bắt đầu là lên, các ông ấy gọi lên thì các ông ấy bảo nó đi kiểm định đồng hồ. Đi kiểm định đồng hồ thì ông ấy lại đai lại, ông bảo là nếu như đồng hồ không hỏng thì là phải nộp đủ 19 triệu mấy trăm. Mà đồng hồ hỏng thì là ông ấy lấy bình quân 3 tháng cộng lại chia ra thì... Tuy nhiên gia đình không đồng ý vì sợ có sai sót trong quá trình kiểm định. Gia đình cũng cho biết muốn có một đơn vị kiểm định độc lập. Chiều nay khi các cơ quan báo chí đến hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Triều Khúc để tìm hiểu sự việc thì nhân viên ở đây thông tin lãnh đạo đi vắng và không biết bao giờ về. Vâng, nếu rơi vào trường hợp như thế này thì quả thực tôi cũng không biết phải xử lý như thế nào. Và trao đổi với phóng viên thì những người trong gia đình ông Trần Công Ứng cũng cho biết thêm rằng mấy ngày nay họ lo lắng không yên vì sợ không tìm ra được nguyên nhân thì chắc chắn là gia đình phải mất con số 20 triệu đồng. Vâng, có lẽ nhiều người thì trong cái băn khoăn thắc mắc thì cũng đùa là có lẽ là gia đình ông ấy vừa mới xây một cái bể bơi nên mới tốn nhiều tiền nước như vậy. Và không đâu xa thì ngay tại VTC 14 tháng vừa rồi, một gia đình của một phóng viên cũng đã phải mất 2 triệu tiền nước, trong khi bình thường một tháng chỉ mất có khoảng 200.000. Và nhân viên thu tiền nước thì có giải thích là trong rất nhiều những khả năng có thể xảy ra thì một khả năng đó là nhảy cái đồng hồ nó bị lỗi và nó bị nhảy số. Tuy nhiên cái điều không bình thường là thay vì việc là có thể hỗ trợ và giải quyết vấn đề thì người ta bắt buộc gia đình của người đồng nghiệp của chúng ta là phải trả đủ số tiền 2 triệu, chứ không phải là chúng ta có một phương án giải quyết khác. Vâng, và nghe qua thì thật là vô lý, và câu chuyện về mập mờ điện nước từ lâu đã khiến cho nhiều người dân cảm thấy rất bức xúc, đúng không ạ? Và một cô bạn của tôi sống ở khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội vào cuối năm 2015 cũng phải thanh toán hóa đơn tiền nước lên tới 7 triệu đồng. Và sau một thời gian dài hai bên không thể tìm được cách giải quyết thì cô ấy phải ngậm ngùi chịu một nửa số tiền đó, 3 triệu đồng, cũng gấp tới 10 lần trung bình hàng tháng, đúng không ạ? Cách đây một tuần thì một số hộ dân ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã ngâm gạo trong nước. Sau một đêm để nơi khô ráo thì thấy gạo chuyển từ màu trắng sang màu vàng rồi màu xanh. Sau đó thì gạo bốc mùi hôi như là tôm cá bị ươn để lâu ngày. Và sự việc này đã khiến người dân địa phương vô cùng lo lắng. Trước tình trạng này thì cơ quan chức năng Đà Nẵng đã lấy mẫu gạo để xét nghiệm và tìm nguyên nhân. Trao đổi với phóng viên Chào Buổi Tối, ông Nguyễn Tứ, Chi cục trưởng Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản thành phố Đà Nẵng cho biết đã lấy mẫu gạo của người dân ở phường Thọ Quang để gửi vào thành phố Hồ Chí Minh phân tích xem có hóa chất hay không. Theo ông Tứ, ban đầu các cán bộ sẽ quan sát bằng mắt thường xem có phải gạo đổi màu do nấm mốc hay không, nhưng để biết đích xác thì phải lấy mẫu đi kiểm nghiệm và không loại trừ có hóa chất trong gạo. Ông Tứ cho biết thêm năm ngoái có một trường hợp tương tự ở quận Cẩm Lệ, chi cục này đã gửi mẫu đi phân tích nhưng không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay là hóa chất. Gần đây dư luận nói nhiều về gạo bị đổi màu như trường hợp ở thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi khác nên phải tìm hiểu. Nếu có độc tố thì phải làm rõ đó là độc tố gì. Thưa quý vị, trao đổi với phóng viên Chào Buổi Tối, nam ca sĩ Quang Hà cho biết sáng ngày hôm nay 19 tháng 5 đã trình báo công an về việc bị lừa mất sổ hồng căn chung cư ở quận Phú Nhuận có trị giá lên tới 4 tỷ đồng. Theo đơn tố cáo do anh trai của Quang Hà là Bồ Sô Quang Cường viết, thì cách đây ít lâu, hai anh em ông có ý định bán căn nhà chung cư ở quận Phú Nhuận. Biết tin, hai người là ông Trần Thanh Hải và Trần Quốc Việt cùng quê Nam Định đã đến xem và ngỏ ý muốn mua với số tiền là 3,9 tỷ đồng, sau khi công chứng sẽ trả tiền một lần. Tối ngày 17 tháng 5, hai người này có cầm một vali và nói là bên trong chứa 200.000 đô la Mỹ đến nhà ca sĩ Quang Hà ở quận Gò Vấp để đặt cọc trước. Hai người này hẹn sáng ngày 18 tháng 5, sau khi công chứng xong về nhà thanh toán nốt tiền mua nhà. Tuy nhiên, sau khi công chứng xong, hai người này nhờ Quang Cường chở đi để mua nước và lén cầm giấy chứng nhận nhà đất đi mất mà không thanh toán tiền. Sau đó, hai anh em nam ca sĩ đã tới trình báo ngay với Công an phường 14 quận Gò Vấp về sự việc nói trên.
Vâng, thêm một thông tin đáng lưu ý là khi công an phường cùng với hai anh em Quang Hà mở vali mà hai người này mang đến từ nhà thì phát hiện là bên trong vali thì không có tiền. Vì vậy, nam ca sĩ khẳng định đây là vụ lừa đảo trắng trợn với mục đích là lấy giấy chứng nhận nhà đất để làm những việc xấu. Tuy nhiên thì tôi cũng rất là thắc mắc tại sao mua bán nhà một cái việc lớn như vậy mà hai anh em ca sĩ Quang Hà lại chủ quan và không nhận tiền cọc trước, cũng không đòi chuyển tiền ngay sau khi tiến hành giao dịch. Tôi nghĩ chắc có lẽ lý do là vì cùng quê cho nên là có những cái mối thông cảm hoặc là tin tưởng lẫn nhau. Và thưa quý vị, anh trai Quang Hà cho biết là cũng do có người quen biết người mua từ trước, lại bị đánh tâm lý là mang vali tiền đến nhà mình để trước nên có phần chủ quan. Và hiện anh em nam ca sĩ đã báo chính quyền địa phương Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị tạm thời không cho sang nhượng căn nhà trên nữa để chờ cơ quan chức năng xác minh xử lý theo pháp luật. Mới đây thì gần 100 học sinh tại ngôi trường ở Peru đã bất ngờ bị co giật, ngất xỉu hàng loạt và có những biểu hiện kỳ lạ. Trong khi các chuyên gia vẫn đang điều tra nguyên nhân thì nhiều người khẳng định là các em bị ma ám. Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra tại trường Ensa Peraflor ở thành phố Tavapoto ở miền Bắc của Peru. Các em học sinh bị những cơn co giật, ảo giác, khóc lóc, ngất xỉu và nói rằng thấy những hình ảnh kỳ lạ. Một nữ sinh 13 tuổi kể lại là em thấy nhiều bạn lớp khác ngất đi cùng lúc rồi bỗng dưng em cảm thấy khó chịu và bắt đầu nôn mửa. Một số em còn cho biết đã thấy bóng đen của một người đàn ông đang tìm cách giết mình. Giải thích hiện tượng này thì những người tin vào ma quỷ cho rằng rất có thể các em đã bị ma ám. Ngoài ra thì ngôi trường này trước đây cũng là từng là một nghĩa trang. Đến nay thì vẫn chưa có lời giải thích chính xác cho hiện tượng này. Vâng, thưa quý vị, khi quay qua những thông tin này thì chắc hẳn là tất cả mọi người cũng đang rất là lo lắng. Thế nhưng mà riêng cá nhân Linh Đan thì cho rằng có lẽ không phải là ma ám gì cả, mà chỉ là hiệu ứng tâm lý lan truyền mà thôi, từng xảy ra rất là nhiều lần ở Việt Nam. Và theo cơ quan y tế thì đây là những biểu hiện theo hiệu ứng dây chuyền của bệnh lý hysteria, một số nơi ở miền Nam của Linh Đan hay còn gọi nôm na là cà hước, và là một chứng bệnh về tinh thần tâm lý do sự mất thăng bằng về thần kinh nội tiết gây ra. Bệnh thì thường gặp ở nữ giới do những căng thẳng tâm lý và có đặc tính là dễ bị kích ứng, tạo nên các hiệu ứng dây chuyền. Và bệnh thì đã được y học đề cập tới từ rất lâu trong thời Hy Lạp cổ đại. Theo ông tổ của ngành y là Hippocrates, thì loại bệnh lý này xuất hiện do sự nổi loạn của tử cung ở phụ nữ. Và từ tuổi dậy thì dưới ảnh hưởng của các nội tiết tố sinh dục, cơ thể của người phụ nữ có những cái biến đổi để chuẩn bị kỹ càng hơn cho việc thực hiện chức năng bảo tồn giống nòi sau này. Và tinh thần và cơ thể của người con gái thì luôn bị căng lên như trong trạng thái chờ đợi. Và nếu sự căng thẳng đó kéo dài thì sẽ có thêm các yếu tố khác như là thần kinh quá căng thẳng, cơ thể mệt mỏi hay là thiếu dinh dưỡng, thì trạng thái rối loạn tâm lý sẽ xuất hiện và khiến họ bị ngất này, bị co giật này. Hysteria thì thường có tính tập thể, lây truyền do các bệnh nhân có chung những biểu hiện tâm sinh lý giống nhau. Thưa quý vị, có thể nói đêm tân hôn là khoảnh khắc để rất nhiều những cặp vợ chồng trẻ có những giây phút mặn nồng và lãng mạn ở bên nhau. Tuy nhiên thì mới đây thôi, một cặp đôi mới cưới ở Trung Quốc đã có một đêm tân hôn được cộng đồng mạng bình chọn là kém lãng mạn nhất thế giới, khi mà họ cùng nhau thức trắng đêm để chép tay điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những bức ảnh được đăng tải trên trang mạng xã hội cho thấy cặp đôi mới cưới này đều là cán bộ công chức ở tỉnh Jiangxi đang sao chép điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc bên trong phòng tân hôn ngập tràn bóng bay. Chú rể Li Yongbin và cô dâu Chen Songqi cho rằng đây là một cách để tạo kỷ niệm đẹp trong đêm tân hôn. Sáng kiến này được đưa ra hồi tháng 3 thuộc chiến dịch giáo dục quốc dân nhằm nâng cao nhận thức về điều lệ đảng, quy tắc của nó và các bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping. Hiện không rõ cặp đôi này đã chép bao nhiêu điều trong tổng số 53 điều lệ của đảng dài 17.300 chữ. Tuy nhiên, họ đã đăng một tờ giấy viết tay với hàng chục ký tự và một hình trái tim đỏ chói ở phía dưới lên trên mạng. Vâng, dành cả đêm tân hôn chỉ để chép điều lệ đảng thì có lẽ là chưa một cặp đôi nào ở trên thế giới từng làm, đúng không ạ? Tuy nhiên thì trên thế giới cũng có rất nhiều những vụ việc giờ khóc giờ cười diễn ra trong đêm tân hôn, một cái đêm lãng mạn được rất nhiều các cặp đôi chờ đợi. Ví dụ như là tại Ả Rập Xê Út chẳng hạn, thì người vợ mới cưới thay vì dành thời gian cho chồng thì cô đã dành cả buổi tối để nhắn tin cho bạn bè, chắc là để cảm ơn vì đã đi phòng bì, đúng không? Chú rể thì rất sốc khi mà bị người vợ mới cưới phớt lờ, và dù anh có nói hay làm gì đi chăng nữa thì cô cũng không nghe. Và khi anh ta hỏi cô là rằng là ai quan trọng hơn là chồng hay là
và các bạn thì nhận được câu trả lời từ phía người vợ, đó là bạn bè thì quan trọng hơn. Và cuối cùng thì một trận cãi vã đã nổ ra, chú rể đã hét thẳng vào mặt cô dâu rằng anh sẽ đệ đơn ly dị ngay trong đêm tân hôn, rồi đùng đùng bỏ khỏi khách sạn. Dù được hòa giải nhưng mà cuối cùng thì người chồng vẫn kiên quyết bỏ cô vợ này. Đúng là quá ly kỳ đúng không ạ? Và ngay tại Việt Nam chúng ta thôi, một phiên tòa ly hôn kỳ lạ và hy hữu, phân xử chuyện ly hôn của đôi vợ chồng trú tại huyện Đắk Mi ở Đắk Nông xảy ra cách đây ít lâu đã khiến người dân nơi đây cũng rất là bất ngờ. Thưa quý vị, đó chính là sau khi tiễn khách ra về thì hai vợ chồng bắt đầu kiểm tiền mừng đám cưới, và đếm xong vợ bảo mình là tay hòm chìa khóa trong nhà thì để chị cất giữ số tài sản đó, đến lúc nào mà cần thì chị sẽ đưa ra. Chồng chị thì lại nói là tính chị vốn trước giờ không có cẩn thận chuyện tiền bạc, cho nên là để anh giữ lại cho chắc hơn. Và hai người biết không ạ, đã giành qua giành lại rồi xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Và đỉnh điểm của sự việc là ngay trong đêm động phòng, vợ đẩy chồng ra khỏi buồng rồi đóng kín cửa lại. Rất là nhiều ngày sau đó hai người vẫn chưa thể giải quyết được mâu thuẫn này, cho nên là cái việc mà ai giữ tiền cưới thì vẫn còn là một cái dấu hỏi lớn. Và cuối cùng là lôi nhau ra tòa đòi ly hôn. Đáng nói là trước đó đôi uyên ương ấy đã có thời gian yêu đương mặn nồng lên tới 5 năm và phải trải qua sự ngăn cấm của hai bên gia đình rồi mới làm được cái đám cưới như thế này. Thưa quý vị, nhắc đến những người thường xuyên làm việc trong các văn phòng, ít phải ra ngoài đường mà chúng ta quen gọi dùng từ là dân văn phòng, dân công sở, thì chắc hẳn ai cũng nghĩ đây là những người làm việc nhàn nhã, sung sướng, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Lúc nào điều hòa thì cũng mát rượi, bất kể bên ngoài là trưa hè nắng nóng hay là mưa gió lạnh lẽo. Và rõ ràng là có được một công việc văn phòng không phải tất tả ngược xuôi ở ngoài đường là mong ước chính đáng của rất nhiều người lao động. Thế nhưng có lẽ ít người ngờ rằng chính những điều kiện thuận lợi như thế này lại có thể là yếu tố gây hại cho sức khỏe của dân văn phòng, thậm chí là có thể khiến cho chúng ta dễ bị đột tử hơn. Nghe có vẻ là hơi lo xa quá đúng không ạ? Hàng triệu người vẫn đang làm việc văn phòng như Linh Đan hay là Lưu Phước, nhưng mà đã thấy ai bệnh tật gì đâu đúng không ạ? Và tuy nhiên lời cảnh báo đó lại là hoàn toàn rất là thực tế. Ai cũng biết đặc điểm chung của dân văn phòng là hay ngồi một chỗ, làm việc với máy tính là chủ yếu, ít di chuyển, vận động, và nhất là thường xuyên gặp áp lực trong công việc, ăn uống tạm bợ, thiếu kiểm soát đúng không ạ? Vâng, và tất cả những cái đặc điểm về công việc, về môi trường làm việc của dân văn phòng thì đã gây ra những hiệu quả như vậy. Do đó thì theo nhiều chuyên gia thì điều này đã khiến cho dân văn phòng là những người có nguy cơ mắc các bệnh, ví dụ như là bệnh huyết áp này, tim mạch, và có thể bị đột quỵ bất cứ lúc nào. Và thống kê thì cũng cho thấy là số người tử vong vì tăng huyết áp mỗi năm cao hơn gấp 10 lần so với những người tử vong vì tai nạn giao thông, vốn được chúng ta coi là một quốc nạn. Và điều đáng lo ngại là đang có hàng triệu người không hề biết là mình đang bị tăng huyết áp để có cách điều trị hay là thay đổi thói quen sinh hoạt. Vậy thì việc ngồi lâu trong phòng điều hòa, thường xuyên ăn cơm hộp lại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của nhân văn phòng như thế nào, và làm sao để biết được rằng là mình đang có nguy cơ bị bệnh? Trước khi chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một chuyên gia khách mời tại trường quay để làm rõ những câu hỏi đó, thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với một ghi nhận sau đây. 8 tiếng tại văn phòng. Cũng là 8 tiếng anh Tuấn Anh ngồi một chỗ và làm việc với máy tính. Bận rộn với công việc nên anh cũng chẳng có thời gian chơi thể thao. Và thừa cân, đau lưng là những bệnh mà anh đã mắc phải. Thời gian này thì tôi do không sắp xếp được công việc cho nên là tôi cũng không tập thể dục. Cái lý do thì nó đơn giản thôi. Thứ nhất là công việc nó cũng khá là nhiều. Cái thứ hai là do công việc gia đình nữa, cho nên là tôi cũng chưa sắp xếp được thời gian đủ để tập. Tôi thì bị thừa cân. Còn một cái vấn đề nữa là thỉnh thoảng mình cũng có, ngày trước thì mình cũng có bị đau lưng một chút. Làm việc với những con số, những bản vẽ cùng áp lực về tiến độ khiến anh Sơn thường xuyên bị căng thẳng. Sau nhiều năm như vậy, anh đã gặp phải chứng bệnh mà trước đây anh nghĩ rằng chỉ có ở người cao tuổi. Mình là nó bị tăng cao so với mức bình thường, và tôi nghĩ là theo với những cái kết luận của bác sĩ thì nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân mà xảy ra cái hiện tượng tăng áp này là một là áp lực công việc, tức là do stress. Hai là trước thì tôi cũng có hay hút thuốc. Theo nghiên cứu, những người hàng ngày ngồi tại một chỗ từ 4 giờ trở lên hay mắc các bệnh ung thư, tiểu đường, bệnh tim và cao huyết áp. Làm các bệnh này
chiếm một tỷ lệ rất cao trong xã hội và có chiều hướng tăng. Tại Việt Nam, theo thống kê mới nhất, có đến hơn 20 triệu người bị tăng huyết áp, trong đó có đến 8 triệu người không biết mình có bệnh. Gần 1 triệu người biết mình có bệnh nhưng không điều trị. Đáng lo ngại là bệnh cao huyết áp ngày càng trẻ hóa. Tỷ lệ tăng huyết áp của những người từ 25 tuổi trở lên ở Việt Nam đã là 25%. Vâng, thưa quý vị, vị khách mời ngày hôm nay của Chào Buổi Tối là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, là Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa ông, như là trong phóng sự vừa rồi chúng ta vừa xem qua, thì đặc điểm làm việc của dân văn phòng đó chính là ngồi một chỗ, làm việc trong phòng kín có điều hòa. Vậy thì những cái đặc điểm như vậy thì sẽ khiến cho dân văn phòng, dân công sở dễ gặp những cái vấn đề về sức khỏe gì ạ? Khi mà dân văn phòng cùng chia nhau một không gian rất là nhỏ, mà trong phòng kín lại có điều hòa, thì cái mà bệnh chúng ta hay gặp nhất chính là các bệnh lây nhiễm thông qua đường hô hấp, ví dụ như là cúm. Thứ hai là cái làm việc liên tục và nhìn vào cái vi tính thì ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực của anh em. Bên cạnh đó thì cái việc ngồi, đặc biệt là ngồi sai tư thế thì có thể gây ra gù vẹo, rồi gây ra cái thoát vị của sống cổ, của sống lưng. Và đặc biệt là cái ngồi mà liên tục kéo dài thì gây ra các bệnh lý liên quan đến tim mạch và chuyển hóa. Rồi liên quan đến các cái vấn đề khác nữa, ví dụ như là cái căng thẳng trong công việc, những cái áp lực và khả năng kiểm soát công việc kém và vân vân, thì tất cả cái đó gây ra stress. Mà stress cũng gây ra các cái đột quỵ, thậm chí là đột tử hoặc là bệnh lý tim mạch. Có thể nặng đến như vậy ạ, bởi vì Linh Đan thì cũng thỉnh thoảng bị stress và cũng đơn giản nghĩ rằng stress một hai ngày thì là hết thôi, và cái hậu quả lớn nhất là mình bị đau đầu nè, hoặc là cơ thể mệt mỏi rã rời thôi, chứ không có nghĩ là một ngày nào đó mà stress có thể là nguy cơ dẫn đến bị đột quỵ. Thì bác sĩ có thể lý giải lý do tại làm sao không ạ? Stress thì chúng ta có hai loại stress khác nhau. Một loại stress cấp tính, ví dụ như ta nghe một cái tin người thân mình mất, hoặc là chúng ta bị đuổi việc, vân vân, thì cái stress đó thì là cấp tính thôi, và chúng ta dễ dàng nhận ra. Khi đó thì ta đập tim đập rất là nhanh, rất là mạnh, rồi tay ta, chân ta lạnh, vân vân. Nhưng mà cái stress mãn tính là stress mà chúng ta gặp thường xuyên hàng ngày. Đôi khi những người mà bị stress đó mà không cảm nhận là bị stress, thì cái stress mà mãn tính, cái căng thẳng mãn tính đó thì nó gây ra bệnh tật nhiều hơn là cái stress cấp tính. Chính vì thế mà đôi khi chúng ta làm công việc rất là nhẹ nhàng, có vẻ là ăn trắng mặc trơn, không mệt mỏi, không vã mồ hôi, nhưng bản thân cái công việc đó lại gây ra cái bệnh lý tim mạch. Vâng, thưa bác sĩ, thì cái chương trình, cái tiêu đề của chương trình ngày hôm nay chúng tôi tạm đặt là ngồi điều hòa, ăn cơm hộp, dân văn phòng dễ đột tử, và có một cái dấu hỏi ở đằng sau. Ngồi điều hòa thì chúng ta cũng nói rồi, đó là những người lười vận động cộng với cái môi trường làm việc nó kín, cái giao tiếp rất là gần, có thể gây ra những cái bệnh như bác sĩ vừa nói. Nhưng mà tôi băn khoăn một cái ý, đó là ăn cơm hộp. Nó chắc là nó liên quan gì đến cái thói quen dinh dưỡng, đúng không ạ? Vậy thì những cái nguy cơ gì sẽ có thể dẫn tới từ cái việc chúng ta có cái thói quen dinh dưỡng như vậy? Nếu như chúng ta mà tự nấu được thì đây là chúng ta chọn thức ăn rất là tươi, mà chọn cái món hợp khẩu vị của mình, và đặc biệt là cái gia giảm về mắm muối thì nó vừa phải hơn. Còn khi chúng ta ăn cơm hộp thì chúng ta phải chấp nhận một cái khuôn khổ nhất định của các nhà hàng, và cái món ăn cơm mà chế biến sẵn, thức ăn chế biến sẵn thường thường thì nó mang rất là nhiều muối. Và cái muối đó thì nó gây ra tăng huyết áp, gây ra bệnh lý tim mạch. Đặc biệt nữa là chúng ta đôi khi không có lựa chọn những món ăn mà mình phù hợp với mình. Và những thức ăn họ làm cho mình sẵn đấy thì có rất nhiều các cái mỡ từ nguồn gốc động vật, rồi đến thức ăn mà mình đôi khi không rõ nguồn gốc. Chính vì thế mà nó mang chúng ta rất là nhiều cái hệ lụy liên quan đến cái cơm hộp đó. Vâng, có thể mình ăn một cách ăn lâu dài mình không nhận ra được cái sự thay đổi đó. Tôi cũng nhớ có một cái thông tin công bố không lâu lắm đâu của WHO, đó là người Việt Nam mình đang ăn thừa cái khẩu phần muối trong bữa ăn của mình, đúng không ạ? Đúng như vậy, người Việt Nam chúng ta ăn quá mặn so với quy định của thế giới, cho với cả nhu cầu của cơ thể. Chính vì thế mà tại sao cái tỷ lệ bị tăng huyết áp của chúng ta tăng rất là nhanh. Nếu so với năm 60 của thế kỷ trước, tức là cách đây khoảng 40-50 năm thôi, thì chỉ có 1% người trưởng thành chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng bây giờ thống kê 2008, cách đây 8 năm thì đã có hơn phần tư, tức là 25,1% người trưởng thành bị tăng huyết áp. Còn đến 8 năm sau như bây giờ, tôi nghĩ chắc chắn là 27-30% người trưởng thành bị tăng huyết áp. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể nhận được ra cái điều đấy? Ví dụ như là tôi nghĩ rằng tôi rất khỏe mạnh đấy ạ. Hầu hết những người mà tăng huyết áp thì hoàn toàn khỏe mạnh, và người ta sinh hoạt, sống cách bình thường mà không hề có triệu chứng gì cả. Đôi khi người ta phát hiện ra thì lúc đã quá muộn, bởi vì họ đến viện, đến khám khi mà đã có cái biến chứng của tăng huyết áp rồi. Chính vì thế mà tăng huyết áp được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng, tức là nó âm thầm gây ra bệnh, và người bệnh không có triệu chứng, không có cái gì là cảnh báo, và cũng không đi khám,
không dự phòng, không uống thuốc và cái bệnh đó cứ tiếp tục âm thầm gây ra các biến chứng. Dạ đúng rồi ạ. Thường thường thì giới trẻ chúng ta thường rất là chủ quan, đặc biệt là Linh Đan hoặc là Lưu Phước và những ai độ trong độ tuổi 25-30 thì rất là tự tin vào sức khỏe của mình. Cho nên là không có biết là những cái phương pháp để chủ động phòng tránh thì bác sĩ có thể chia sẻ được không ạ? Để phòng tránh tăng huyết áp thì điều quan trọng là chúng ta phải có một cái sinh hoạt điều độ. Trong các cái yếu tố để gây ra tăng huyết áp nói riêng và bệnh lý tim mạch chuyển hóa nói chung thì có liên quan đầu tiên đó chính là cái chế độ ăn. Nó không lành mạnh. Không lành mạnh đây là gì? Tức là ăn quá mặn, ăn quá nhiều chất béo hoặc anh ăn không khoa học, tức là không đầy đủ các dưỡng chất mà chúng ta khiêng lệch về cái gì đó, ví dụ là thiếu rau xanh, thiếu hoa quả tươi chẳng hạn, vân vân. Cái thứ hai liên quan nó nữa thì chính là cái lười vận động. Cái lười vận động đứng thứ hai sau cái chế độ ăn không lành mạnh. Cái thứ ba đó chính là cái hút thuốc lá. Hút thuốc lá, người ta nghĩ rằng thuốc lá thì ảnh hưởng đến cái phổi nhiều hơn, nhưng thực ra thì thuốc lá là kẻ thù số một của trái tim và gây tăng huyết áp. Và trong phóng sự vừa rồi thì có một và anh bạn cũng đã bị tăng huyết áp bởi vì căng thẳng mà bởi vì hút thuốc lá. Và cái thứ tư hết sức quan trọng đấy chính là cái lạm dụng bia rượu, uống hơn cái nhu cầu cần thiết, chính vì thế mà có thể gây ra cái bệnh lý tim mạch. Và một điều quan trọng nữa mà chúng ta ít khi để ý đó chính là thừa cân béo phì. Thừa cân béo phì đã gây ra một cái hệ lụy hết sức quan trọng, chính là làm cho cái bệnh lý tim mạch chuyển hóa tăng lên và gây ra tăng huyết áp. Dạ, vậy không biết là bác sĩ thì đã từng chữa trị cho một bệnh nhân trẻ tuổi nào khoảng trong độ tuổi từ 25 đến 30 mà bị cao huyết áp rồi dẫn đến đột quỵ như vậy thì chưa ạ? Trước đây khi nói đến bệnh lý tim mạch hoặc là bệnh tăng huyết áp thì ta nghĩ ngay đến một người lớn tuổi hoặc là cái tuổi về hưu, nhưng cái điều đó đã sai. Thì hiện nay chúng ta gặp rất nhiều cái trường hợp mà bị tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch, đột quỵ, nhồi máu cơ tim mà khi độ tuổi chỉ đôi mươi thôi. Và cách đây khoảng 2 tháng ở viện tim Hà Nội, chúng tôi đã kịp thời cứu chữa một chàng trai mới chỉ có 22 tuổi vào viện với cái nhồi máu cơ tim. Mà ta biết nhồi máu cơ tim trước đây chỉ phải 6-70 tuổi mới viện. Mà 22 tuổi, khi hỏi ra thì mới biết rằng là bạn này có áp lực rất là nhiều cho công việc. Và để giải tỏa cái áp lực đó thì bạn hút thuốc lá rất là nhiều. Một ngày bạn có thể hút đấy 2-3 thuốc lá. Chính vì thế mà đã gây ra cái nhồi máu cơ tim. Dạ vâng, và thưa quý vị, có lẽ là những gì mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn vừa chia sẻ cũng có lẽ là cho chúng ta đã hiểu rằng bệnh tăng huyết áp, bệnh tim mạch không còn là một lời cảnh báo xa xôi, đúng không ạ? Và như phần đầu chúng ta cũng đã có đề cập đến, Việt Nam hiện có hơn 20 triệu người bị tăng huyết áp, trong đó có đến 8 triệu người không biết là mình bị để đi điều trị kịp thời. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây ạ. Cách đây 2 ngày, Hội Tim Mạch Việt Nam và Ủy ban Phòng chống tăng huyết áp Pháp đã cho ra mắt website giúp nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh tăng huyết áp tại địa chỉ ngaydầutiên.vn. Truy cập vào trang web này, người dùng có thể tìm hiểu các thông tin cơ bản về bệnh huyết áp. Đặc biệt, mỗi người có thể tự đánh giá ban đầu về nguy cơ cao huyết áp, bệnh tim mạch và nguy cơ đột quỵ của bản thân nhờ những công cụ đo lường trực quan, dễ sử dụng. Với thao tác khá đơn giản, chỉ cần nhập giới tính, cân nặng, chiều cao, độ tuổi cùng những thói quen, dự định trong luyện tập và ăn uống. Sau khi dữ liệu này được nhập đầy đủ, người dùng sẽ thấy được mình có nguy cơ bị cao huyết áp hay không. Ngoài ra, những chỉ số về nguy cơ về đau thắt ngực, suy tim, đột quỵ cũng được tính toán để đưa ra cảnh báo bằng đồ họa, con số cụ thể. Đặc biệt, để cho người dùng có thể thay đổi tình trạng sức khỏe của mình, các nguy cơ này được đưa ra ở 3 mức độ. Gồm so với người cùng tuổi, ở mức hiện tại và nguy cơ sau khi đã thay đổi lối sống. Dù chỉ mang ý nghĩa tham khảo đánh giá ban đầu, song trang web này giúp dân văn phòng nhận thức rõ hơn về nguy cơ bệnh tật của mình nếu không thay đổi thói quen sinh hoạt và làm việc. Vâng, có thể thấy là bệnh cao huyết áp nói riêng và những bệnh lý liên quan đến tim mạch nói chung thì rất là nguy hiểm. Vậy thì bác sĩ có một cái lời khuyến cáo nào dành cho các bạn trẻ, đặc biệt là dân văn phòng, dân công sở, để họ có thể đừng chủ quan nữa và biết tự bảo vệ sức khỏe của mình hay không ạ? Vâng, các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng nếu chúng ta mà ngồi quá lâu, không vận động, khoảng là trên 4 tiếng thì cũng tương đương một người nghiện thuốc lá. Để ảnh hưởng đến tim mạch đến mức độ như vậy. Chính vì thế mà đối với dân văn phòng, tôi nghĩ rằng ngay bản thân tôi thôi, cứ làm việc khoảng 45 phút đến 1 tiếng là có thể đứng dậy đi lại, mình rửa mặt để mình vận động một chút, sau đó mình lại ngồi lại làm việc tiếp. Như vậy mình sẽ đảm bảo được cái huyết mình lưu thông và tránh được những cái ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Cái thứ hai là liên quan đến vấn đề tập luyện thể thao. Chúng ta đang ngồi cả ngày rồi thì chúng ta tranh thủ có thời gian để tập luyện thể thao, hoặc là tập yoga, hoặc đi bộ, hoặc là đi bơi.
để chúng ta tăng cường vận động cho hệ thống tuần hoàn hô hấp. Và như vậy chúng ta phòng ngừa được bệnh lý tim mạch. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi. Và vâng, thưa quý vị, rất hy vọng rằng là cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã giúp cho các khán giả đang theo dõi chương trình, đặc biệt là các bạn trẻ, dân văn phòng, dân công sở sẽ không còn chủ quan ý y và sức khỏe của mình nữa, mà luôn luôn có những biện pháp phòng tránh bệnh để luôn luôn bảo vệ được sức khỏe của mình quý vị nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn đã tham gia chương trình. Và thời lượng của chương trình hôm nay đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.